Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quán Bún Mùa. Kính thưa quý vị, trong chương trình kỳ này, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một món ăn rất bổ dưỡng và món ăn này cũng có tác dụng chữa bệnh quán gà thường gặp. Và mời quý vị, trước khi chúng ta tìm hiểu về món ăn này, cùng theo dõi tiểu phẩm Chữa bệnh cho con của tác giả Thế Khương. Con gái. Dạ. Dậy đi, giờ này không vô học bài mà còn ngủ gục nữa. Con đâu có ngủ đâu ba. Chứ làm gì mà nheo nheo mắt. Đợi ba qua rồi dậy mà. Con á, lần nào cũng nói vậy chứ. Dạo này con hư lắm nghe. Đi học để cô giáo mắng vốn bài nè. Má con mà biết á, con bị mềm mình á. Ba đừng có nói má nha ba, má la con chết á. Để từ từ con ráng. Từ từ. Con á khôn lắm. Lần nào cũng nói từ từ. Ủa bữa nay học bài môn gì vậy? Để con vô bắt đèn nha ba. Giờ này mà bắt đèn cái gì? Con phải biết tiết kiệm điện chứ, hiểu không? Vô trong lấy viết đi. Còn đi đứng cẩn thận coi. Bài vở lung tung. Ơi, con làm cái gì vậy? Cái gì mà đi quờ quạng vậy? Không có thấy đường vậy. Vô ngồi đi. Con mà làm tùm lum về hả, bề bộn nhà cửa má la chết, hiểu không? Dạ. Dạo này ba thấy con ấy nha. Cái gì mà cứ lề mề đi đứng lạng quạng. Nè, học bài lẹ đi, hết mưa ba còn đi công chuyện nữa. Công chuyện nhâm nhi hả ba? Đừng có nói lớn, mẹ nghe mẹ la ba hay sao? Không có nói gì không, phải nói là ba đi công chuyện làm ăn, hiểu không? Dạ. Nè, bây giờ về nè. Rồi phải thẳng cái lưng lên, cầm viết coi. Đó, nhớ khom cái lưng nha không? Đúng rồi. Vô. Đã thì, nói nghe. Cứ lẹ hết này nghỉ nha. Vợ tao về nó thấy cái kỳ lắm à. Sắp về đó. Đã quá anh nằm ơi. Ghiền chứ. Đây. Phải nể vợ một tí. Sao tôi thấy hình như là anh sợ chị Năm quá phải không? Mà em nói có kế này hay lắm nè. Nếu mà anh sợ chị Năm á, thì ví dụ công việc nhà cửa mình lo cho đầy đủ đi, rồi con cái học hành xong xuôi rồi mình nhậu, mấy bà đâu có cớ để nói chuyện với mình. Đúng rồi, nhỏ nói chuyện ra nghe nó không có vô được cái lỗ tai của anh mày. Mày nghĩ sao mày kêu tao sợ vợ? Cái đó là mình nể vợ, nể. Tôn trọng vợ, để cho sống với nhau cho nó bền. Không hiểu cái ai mà kêu sợ. Dạ vậy nếu không vợ giao cái này. Ngon à. Nhắc tới chị Năm với con Xuân tôi mới nhớ nha. Con bé gần nhà tôi á. Dạo này sao nó học hành sa sút quá anh. Tôi kèm hoài mà nó không giỏi. Anh biết tôi mà ngày xưa giờ là tôi học giỏi nhất trường mà đúng không? Mà tôi kèm nó không được luôn á. Với lại hả, nó quờ quạng làm sao anh. Con bé nhà nó bị quờ quạng làm sao? Mới vừa tờ mờ thôi anh. Mà tôi kêu nó lấy đồ á, cái nó làm đổ đồ đạc hoài mà nhiều. Ê khoan, tờ mờ mà tờ mờ sáng tờ mờ tối. Tờ mờ tối chứ tờ mờ sáng cái gì? Nghĩ làm sao? Biết rồi, vong nhập. Nó bị ma ám á, vong nhập. Bậy vong nội ơi. Nghĩ làm sao mà ma ám? Con tôi nó có đi đâu đâu mà ma ám. Anh biết hả, nó cứ làm đổ đồ đạc hoài. Nhiều khi la nó khóc thấy tội nghiệp. Mà mấy hôm nay thì em công việc lu bu quá, không có đưa nó đi khám bác sĩ. Biết nó có bệnh gì không nữa. Ha, nó quờ quạng hả? Ừ. Ra bệnh rồi, dễ ẹt. Sao? Bé Xuân nhà tôi á. Ừ. Đó, ôm máy vi tính riết cái bỏ ra cũng quờ quạng vậy đó. Xong rồi coi sách coi đồ trộm mà đem đi khám liền. Con mắt cận thị 3 độ, mua kiến đeo mới hết quờ quạng. Cận thị 3 độ? Ờ, sao tôi không nghĩ ra ta. Con anh là cận 3 độ đúng không? Đúng rồi. Mà con bé gần nhà tôi là bằng tuổi con anh. Đúng rồi. Suy ra là con tôi nó cũng cận 3 độ. Thôi được rồi, vậy là tôi phải mua cái kiến 3 độ cho con tôi đeo. Phải không? Phải gì nữa, không có rượu thì tôi không dám khẳng định. Chứ mà có rượu rồi tôi đảm bảo anh 100% luôn á. Ồ vậy là cái tuổi là cận là ngang nhau hả? Đúng rồi. Ồ nếu vậy không biết à, cái đó phải hỏi lại à. Vô đi. Thôi vô ngay đi, cái chuyện nói sao đi. Vô. Chắc làm ly nữa quá. Mày uống này ly này ly thứ ba rồi đó. Mà kỳ ha, sao nhậu nhiều cái sáng nó khô con họng ghê luôn á. Khô gan. Cái gì? Tự nhiên con họng dính gì tới gan. Mày uống rượu nhiều nó khô gan à. Không. Giờ ăn gì? Cho hủ tiếu đi. Hay có nước rồi húp húp cho nó.
trâu xuống họng chứ không ăn cái gì khô chết luôn á. Mày nhậu à, mày dậy trễ quá mà. Hủ tiếu, hủ tiếu. Bán hết rồi. Hủ chao ăn không? Nghĩ sao sáng bắt mà ăn chao? Ăn món khác đi, tao làm món này ăn cho giả rượu. Phải không? Ừ. Nhớ nghe. Được, để tao làm cho. Khoái tới đây là vậy đó. Vợ mặt mày tao biết bộ. Mẹ con vô lẹ đi. Đi ăn sáng rồi còn đi học nữa. Nhanh lên. Nhanh. Ngồi ngồi đàng hoàng coi. Làm cái gì mà quờ quán à. Mình bây giờ. Ủa anh Nam Hiến. Sao gặp đây hả? Trời. Sáng nào chẳng ra đây mối mà. Mối hả? Ừ. Thôi giờ này con đi học á hả? Dạ. Thưa bác Năm. Chào bác Năm con. Ừ. Ê. Ông Tài quán này hay lắm nha. Ừ. Coi như sáng nào mà mày đuối đuối á. Ra đây nghe ha, ông làm cho món ăn tươi tỉnh liền. Nhậu vô ông đó. Giả rượu liền. Có hôm bữa kìa, đâu nhậu đâu. Ra cái đang ngồi suy nghĩ nghĩ, ông quất món vô, xỉn luôn. Món gì mà xỉn? Thì ta ăn xong rồi cái ta khô cũng họng, ta húp nước. Ừ. Cái hỏi ông gì vậy? Ông nói gà ác hầm rượu. Trời ơi. Ông quất ha xong cái ta ra ta húp nước không? Ừ. Còn gà để thấy mồi ngon quá kêu xì nữa, đổi vô quất. Ai ngờ ông hầm hai xì luôn. Về xỉn vợ chửi quá trời, mới sáng sớm đi nhậu. Tao đi ăn tao có nhậu đâu. Bởi mà anh ăn anh phải rủ tôi rồi đó, đâu có xỉn đâu, đúng không? Đâu có, ăn sáng thôi, ai nghỉ nhậu đâu. Ông Tài này hay lắm. Bởi vậy con tôi nè, ngày nào nó cũng phải tới đây ăn sáng nữa mới chịu đi học hết trơn á. Ừ. Thôi kêu về ăn cho nó ăn rồi đi. Ủa, học. Chú Tài đâu rồi? À, chú Tài ơi. Ơ. Ừ. Cho con U Như Kỷ nha. Mẹ ăn thịt khỉ hả? Ừ. Không phải. U Như Kỷ là y như cũ đó. Y cũ đó, y cũ đi. Ủa. Ba gà hả? Dạ. Mặt mày hôm nay thấy bóng vậy? Đâu có đâu. Trời ơi, cái tay ông lãng mày kêu kiểu đó chết luôn á. Lỡ mày kêu lẩu cá kèo mà mày kêu không kỹ, ông đem ra thịt mèo là mày chết luôn. Anh nói thiệt hay. Đây, nói nghe nè. Mày làm cái gì mà sáng sớm con mày không rửa mặt cho nó ra, nó ngồi dụi mắt hoài. Ghê quá. Đâu có gì đâu. Đó kìa. Hồi sáng rửa mặt kỹ lắm mà con. Ôi sao kiến đâu đeo vô hay vậy? Thì em hôm qua là vậy, em bàn với anh xong là em về em mua kiến cho đeo liền đó. Ủa nó chơi vậy mày mua nó đeo thiệt hả? Ừ nó chơi gì anh? Con mình mà sức khỏe là quan trọng mà, em phải lo cho nó chứ anh. Ủa là kiến cận á hả? Đúng rồi. Con gỡ kiến nha nha ba. Thôi thôi thôi, gỡ cái gì mà gỡ. Đeo vô đi. Tại vì á con mới đeo hiểu không? Không quen cho nên là nó khó chịu. Con đeo riết rồi nó quen rồi nó hết. Hiểu không? Đeo vô đi, mắt nó mới sáng lên. Hiểu không con? Nước sôi nóng hổi nha. Nước sôi nóng hổi nha. Ủa cái gì mà nước sôi vậy chú? À, nước sôi nó chơi vậy thôi. Đây, nay cho mẹ ăn món này nè. Trời chưa? Ồ. Cái gì vậy? Bánh hổi thịt heo quay. Bánh hổi. Nè. Đọc chưa? Ủa. Ồ, ngon quá ta. Ủa sao giả rượu mà sao ăn bánh hổi? Tối qua mày uống rượu rồi. Hả? Bây giờ ăn hủ tiếu vô nữa có nước, tất nhiên là nó làm mình sai lại. Đúng không? Mà nó khô quá sao con ăn? Mẹ ăn bánh hỏi đi, mẹ ăn đồ khô này vô cái nó hút cái hơi rượu mày ra. À. Mày uống 3 ly trà đá nãy rồi. Mày có mấy bao tử? Mày có một bao tử à? Đúng không? Một bao tử thì vô trộn cái gì nó cũng trộn chung. À. Nó trộn xong chung xong thảy ra hết sai. Ồ, hay ta. Ồ mà bây giờ nuốt vô khó. Thì mày ăn miếng uống trà đá miếng, mày ăn miếng rồi uống trà đá miếng là có nước á. Là trộn sẵn vô miệng hả? Trộn sẵn miệng xong vô tử nó trộn lần nữa. Ăn đi. Chú rồi con nó đâu có uống rượu đâu rồi nó ăn được không? Chứ thấy nó khó nuốt quá à. Đâu có, con ăn đi con. Trời ơi, ăn uống bắt nhỏ cổng cái tập mày làm ba kiểu gì vậy? Trời ơi, con sợ nó trễ giờ chú ơi. Trễ giờ mày đeo cặp cho nó. Con ăn uống. Gấp thịt vô ăn nữa con. Ăn bánh hỏi không vậy? Ăn thịt vô. Đúng giờ con ăn thịt mà. Hồi nãy giờ con ăn thịt. Dạ. Thịt đâu? Đây. Trời ơi trời, cái đó bánh hỏi chị hai. Uống mắt sao ạ? Hôm nay đeo kiến cận nữa ta. Dạ con mới mua cho nó chú. Mặt đeo kiến cận đẹp thấy rõ luôn ha. Đẹp hả chú? Cái này là phải là cỡ hot girl trong trường. Chú Tài, mới nói gì vậy? Hot girl. Ai kêu con người ta hot girl, nghe nghịch cái lỗ tai gì mà cũng kêu được. Đúng rồi ha. Nó còn học sinh nó trong trường. Phải gọi nó là beautiful puppy. Là vậy đi. Đúng rồi. Nãy nghe kỳ quá. Này đúng là mặt đòm dễ thương ha. Này dạ. Cây đắng mà xanh trái ngọt. Chú nói vậy chú. Da mặt con ta dễ thương. Mặt đúng là sữa, mặt mày bóng lưỡng luôn. Bóng lưỡng gì? Mặt chú mới bóng lưỡng á. Tao gì? Tao bóng già cho bóng lưỡng. Mặt chứ. Mày ăn nhậu á, đổ mồ hôi dầu á con. Dạ con biết rồi. Mày ăn nhậu á, coi lại cái gan con á. Cái gan có gì đâu chú. Sao không coi? Nghe nó. Ủa? Con cận thị mấy độ rồi? Hình như là 3 độ, bằng con Xuân nhà tôi nè. Ủa bằng Xuân con này luôn hả? Hai đứa nó bằng tuổi nhau chú. Ủa
Ủa tự nhiên cận 3 độ bằng tuổi nhau là sao tao không hiểu? Là vậy nè, hôm qua con qua nhà anh Mén nè, lai rai. Cái con mới nói chuyện con bé gừng á, nó không mắt, nó yếu quá. Cho nên là ảnh nói là con ảnh đi khám bác sĩ á, bác sĩ nói cận 3 độ. 3 độ? Ừ, còn con với con ảnh bằng tuổi. Cho nên là con nhỏ này con biết thế nào cũng 3 độ, cho nên con mua mắt kính cận 3 độ cho đeo. Mày là ba rồi mày điên luôn, mày điên. Điên gì, con thương con á chú. Cái độ tuổi với cái độ cận đâu có dính líu gì tới nhau. Ủa rồi tao ví dụ tao 50 tuổi là tao cận 50 độ hả? Mày điên hả? Bây giờ bệnh tình nó làm sao mày nói đi. Về mắt á tao cũng rành lắm. Hỏi thử là tao biết cái bệnh tình nó liền. Thì vậy nè, nói chú nghe. Sao? Ban ngày á thì nó đi chơi giỡn bình thường lanh lợi lắm. Đó. Cái chừng tối chiều á, cái là hả nó đi á thì nó quờ quạng, nó không đi đâu chơi, ở trong nhà không à, mà đụng đâu đổ đó. Mà thấy học chưa? Bài á thì mắt gục lên gục xuống vậy đó. Chúng... Nghe mày nói, tụi bay nói tình hình nãy giờ rồi. Cận thị á là khi nào mà ta đọc sách nhiều, hoặc ta xem tivi mà người ta xem gần quá, rồi con mắt nó nhức, rồi chảy nước mắt ra, cái đó người ta mới gọi là cận thị. Còn như bệnh tình của nó mày nói á, ban ngày thì thấy rõ, mà chập chọn tới buổi chiều á, chập chọn á là không thấy đường. Dạ. Nó bị bệnh quán gà rồi đó. Quán gà là sao chú? Quán gà là tự nhiên chiều chập chọn giống như gà sắp sửa về chuồng á là bắt đầu không thấy đường. À, quán gà. Ồ, rồi mình có cái gì mình ăn uống tẩm bổ cho nó hết bị không? Đó, mày nói đúng á. Thức ăn bây giờ quan trọng lắm, nhất là con cái mình đi học như vậy à. Tao người lớn tao còn phải ăn tẩm bổ nữa để bổ dưỡng sức khỏe mình. Thức ăn nó có lợi lắm. Mình ăn thí dụ nó đi học như vậy, mình đọc sách báo nhiều hoặc mình chơi vi tính nhiều thì mình phải là chọn những cái món ăn thí dụ như là có vitamin A, giống như là gan nè, trứng nè, cà rốt nè, cà chua, mấy thứ đó là bổ mắt mình đó. Hiểu rồi. Sao? Nếu vậy quán gà dễ trị lắm. Trị đâu anh biết không? Về bắt gà. Mày tên ba gà nữa. Đúng rồi. Bắt gà đem ra quán nhân tài làm quán gà. Gà phải làm ở quán ăn mới hết. Con cha nói chuyện vô duyên. Đừng gì cái gì quán gà bắt gà vừa ra quán ăn. Ai chắc ai làm cũng được quá. Thì đó, thì quán gà. Để tôi hỏi chú Tài. Đúng không chú Tài? Giống như mày ấy, bị nghèo. Mày bệnh nghèo, bệnh nghèo mày ăn thịt mèo mày hết nghèo. Đúng không? Chạy mất rồi. Khùng điên không? Không biết nói chuyện khùng điên ba trợn đâu không à. Mà chú, giờ con hỏi chú nè. Con từ đó giờ con nghe người ta nói là uống thuốc bệnh thì uống thuốc tây, uống thuốc tàu chứ mắc mới gì bệnh mà liên quan đến món ăn rồi ăn uống hết bệnh. Thuốc là nó chữa bệnh cấp thời, còn cái đồ ăn là sức khỏe của mình, nó trị bệnh dài hạn. Mình ăn uống bồi bổ như vậy mình không bệnh rồi đâu uống thuốc. Đến khi bệnh nặng là phải uống thuốc thôi, đúng không? Nhưng mà đồ ăn nó, thức ăn nó hỗ trợ cho cái bệnh mình. Giờ cái bệnh này dễ lắm, giờ tao nói là thức ăn là sẵn đó mà về mà chữa bệnh cho con gái mày luôn. Món ăn nào con nói chú cứ nói đi, con cứ trèo đèo vượt suối băng rừng xuống biển nhảy vào dầu sôi lửa bỏng mà băng qua làng tên mũi đạn gì con cũng phải tìm cho bằng được cho con hết á. Cái gì trèo đèo vượt suối, đâu có món ăn đâu phải cầu kỳ như vậy. Muốn món ăn bổ mát là có vitamin A, là biết món gì không? Dạ gì chú? Gan nấu với bông bí đỏ. Chà, gan nó mà xào lên nha, bông bí đỏ xào dĩa nữa hai xị là quất nha, tới bến. Ờ đúng rồi, tôi với anh mà anh gửi xị rồi dứt xỉnh luôn á. Tài được, là vụ này đúng rồi. Tôi nấu xong rồi rượu về nhậu thì tôi bay nhậu đi, tụi bay đuôi hai mắt tôi bay luôn. Gì kỳ vậy? Ta là chỉ bệnh thì chỉ bệnh chữa bệnh cho người ta, tụi bay lo ăn nhậu. Con quên chú. Lo cho con mày nè. Dạ, vậy bông bí đỏ với bông bí đỏ với gan heo. Mày ra chợ mày mua 50 gram, 50 gram bông bí đỏ bông tươi. Mà 50 gram là phải cân mới biết được 50 gram á. Anh vô duyên quá hà, đâu để tôi hỏi. Mày mua cân hột xoàn về á, cân hột xoàn cân vàng á, về mày cân, biết không? Nói xía vô hoài, 50 gram bông bí đỏ, 100 gram gan heo. Về cứ rửa sạch gan heo đi rồi thái mỏng ra. Xong bắt nồi nước sôi lên, bỏ gan heo vô. Mình nấu lửa riêu, chừng nào mà gan heo nó gần chín tới rồi đó. Bỏ bông bí đỏ vô, nêm nếm gia vị vừa ăn đi. Một ngày ăn phải 2 lần nha, mà ăn trong 7 ngày. Là bảo đảm bệnh sẽ bớt. Hiểu rồi, 7, 2 là 9, 9 lần. Ăn 9 lần vậy là khỏe. 7, 7, 7, 49 chứ 7, 2, 14 vậy ông nội. Coi đó là cúng thất của mày. Giờ nào mà tụi bay nhậu nhiều quá, cúng thất mới 7, 7, 49, biết không? Rồi trăm ngày ta làm luôn. Cái này 2 lần một ngày, 7 ngày là tất nhiên ăn được 14 lần. Một ngày ăn 2 lần. Cứ ráng ăn cho nó đi, bổ mắt là tao lớn tuổi tao ăn, bởi vì mắt tao sáng lắm, thấy không? Dạ. Mỗi đứa một tấm nè, tao ghi vô rõ đây nè. Dạ. Ba gà. Sao? Về kêu vợ tao mua nhiều á, thấy không? Cái nào ăn trị bệnh ăn, còn nào dư ra mình xào, quất. Cái này bắt lắm, mồi gan đi xào. Mồi gan, tôi thích cái nhạc. Tối rồi, nhậu đã. Gan tí tỏi. Ráng nhậu một đứa chừng 4 xị thôi. 4 xị là cũng làm đều vậy đó. Dạ. Mốt tao lấy gan, tụi bay tao hầm bông bí đỏ, tao ăn sáng mắt.
Có gì kỳ vậy? Gì kỳ với chú? Tụi bay nhậu riết là trái gan á tụi con. Ui có gì lo, có gì qua chú Tài ăn chị bệnh hết liền. Cái nhậu xong cái mệt người mai sáng à. Chú Tài nấu cho ông món ăn giả rượu sao? Cái món ăn của tôi ăn là để ngừa bệnh, để bổ sung sức khỏe con người. Còn mấy ông nhậu hàng ngày mà vô đây tôi chữa hả? Ăn đi, nhậu đi, lúc trẻ giờ thì còn đỡ nghe, về già mới thấy hậu quả của nó. Lúc đó sơ gan á, tới đây tôi chôn luôn chứ tôi cho ăn hả? Không sao đâu chú ơi, tụi con nhậu điều độ mà lo gì. Nhậu điều độ thành ra trí thông minh con phát triển điều độ, đúng không? Dạ, cho nên con mới ví dụ con mới đưa con đi học, đúng không? Đúng rồi, nên giờ tới giờ rồi mà vẫn ngồi đây. Dặn mấy cho nó nghỉ luôn đi. Ê, mấy giờ rồi, sao nãy giờ mà không kêu ba đi học con? Nó đèo cái kiến rồi sao nó mày á, mày là ba, mày mới coi giờ, coi nhỏ mày đổ thượng nhỏ gì. Dạ thôi con biết rồi, con đưa con lẹ lẹ đi. Bây giờ mày chạy ngang nhà tao, mày coi coi vợ tao đưa con nó đi học cho chưa, mày cõng nó đi luôn. Con rảnh quá, thôi đi lẹ, đi thấy không? Tôi biết trước, sáng tôi đưa con đi học nổi rồi, tôi đưa vợ tôi đưa đi rồi. Ê, đưa xong về nhớ làm xị rượu qua đây quất luôn nha. Thưa quý vị khán giả, qua những giây phút thư giãn vui vẻ cùng với chương trình, bây giờ Tú Vinh mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ với hai vị khách mời quen thuộc của chương trình, đó là bác sĩ Phan Quốc Hưng. Xin chào Tú Vinh, xin kính chào quý vị khán giả. Và bác sĩ Đào Thị Yến Thủy. Chào Tú Vinh, chào bác sĩ Hưng. Xin kính chào quý vị khán giả. Thưa hai bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta có nhắc đến một món ăn, đó chính là gan heo xào bông bí đỏ. Thì theo đông y, món ăn này có những tác dụng gì hả bác sĩ Hưng? Thì cái gan heo á, theo cái đông y á, thì nó dưỡng gan ha, dưỡng can á, ha, nó dưỡng huyết và nó có tác dụng giải độc. Thì cái gan heo thì nó dùng có tốt cho những cái trường hợp mà gan yếu ha, những trường hợp mà viêm gan á, viêm gan hoặc là viêm gan do thuốc hoặc là do siêu vi ha. Ngoài ra nó có trường hợp là nó có thể là nó giải độc nữa. Ngoài ra nó trị những cái trường hợp mà mụn nhọt lở loét ha, rồi thanh nhiệt nữa. Còn cái bông bí đỏ thì nó theo cái đông y nó cũng có cái tác dụng là thanh nhiệt ha, lợi tiểu, tiêu viêm và tiêu phù. Thì cái bông bí đỏ thì nó dùng rất tốt cho những cái trường hợp mà viêm nhiễm ha, những trường hợp mà nóng trong người. Thì ngoài ra thì người ta dùng bông bí đỏ để chữa những cái bệnh lý khác như là tiểu đường, đái tháo đường á, những cái bệnh lý như là rối loạn chuyển hóa lipid máu ha. Rồi thì cái món ăn này thì mình thấy là cái gan heo nấu với cái bông bí đỏ thì nó chữa được tốt cho những cái người có bệnh về gan ha. À, như vậy là giống như ông bà ta vẫn thường nói là ăn gì bổ nấy phải không bác sĩ Thủy? À, vậy về thành phần dinh dưỡng thì món ăn này cho chúng ta những giá trị dinh dưỡng gì ạ? Cái thành phần dinh dưỡng chủ yếu cung cấp từ món ăn này thì được làm từ gan. Và gan cũng là một thực phẩm cung cấp với giá trị năng lượng khá là cao. Giá trị năng lượng này được tạo nên từ cái lượng chất đạm ở trong gan. Gan là một thực phẩm được xếp vào cái nhóm là thực phẩm giàu chất đạm. Bên cạnh đó thì chất béo trong gan cũng khá là cao. Và tất nhiên là béo gan là béo động vật. Và béo gan nó sẽ kèm với cholesterol và những axit béo no. Bên cạnh đó thì mình biết trong gan nó là một cái thực phẩm nó là rất là giàu chất dinh dưỡng, đặc biệt là rất là nhiều vitamin A. Mà vitamin A thì rất cần cho sự sống của mình, đặc biệt là cho sự tăng trưởng của trẻ em, rồi cái sức đề kháng của cơ thể, rồi những cái sự lành lặn của da, của niêm mạc, của mắt chẳng hạn, để giúp cho mắt mình nhìn rõ trong ánh sáng mà mờ thì được rất là cần vitamin A. Vì vậy mà những em bé mà thiếu vitamin A chẳng hạn, mình thấy bé hay bị bệnh quáng gà đó, là buổi tối chập choạng là bé không thấy đường đi, có thể là va vấp. Rồi trong gan cũng rất là nhiều một cái thành phần khoáng là chất sắt. Chất sắt là nguyên liệu để tạo nên hồng cầu là máu cơ thể mình. Và máu thì rất là quan trọng. Và cái hàm lượng chất sắt ở trong gan thì rất là cao. Cho nên phải nói là gan là một thực phẩm khá là bổ dưỡng. Bên cạnh đó thì nó được xào chung với lại rau bí đỏ. Thì cái rau bí là thực phẩm nó cung cấp chất xơ là nước và chủ yếu. Thì vì nó thuộc nhóm rau. Bên cạnh đó thì một số chất bột đường, tinh bột cũng có. Rồi vitamin và những cái beta carotene là tiền chất vitamin A cũng có. Rồi vitamin C cũng khá cao. Như bản thân Tuyết Vinh thì Tuyết Vinh không thích ăn gan heo, mà bông bí đỏ lại cực kỳ là không thích nữa. Vậy thì không biết là bác sĩ Hưng có thể tư vấn cho Tuyết Vinh cũng như là quý vị khán giả, mình có thể thay đổi bằng một loại thực phẩm nào khác được không ạ? Cái gan heo thì tôi cũng sẽ bổ sung thêm. Như nãy bác sĩ Thủy có nói thì cái gan heo thì mình ăn, thí dụ mình ăn nhiều quá thì nó cũng không tốt. Nhưng mà may cái món này thì nó có cái bông bí đỏ nên nó trung hòa bớt, tại nó có chất xơ ha. Dạ. Nhưng mà nếu mình không ăn heo, gan heo thì mình có thể ăn những cái thực phẩm khác đa dạng như là thịt nè, thịt gà hoặc là thịt vịt ha.
đó thì nó cũng cái cung cấp cái lượng đạm rất tốt cho những cái người mà bị bệnh về gan ha. Còn nếu mà bông bí mình không có, mình có thể thay bằng số như là rau diếp cá, đó là ngư tinh thảo đó, của đông y ha. Đó. Dạ. Hoặc là cúc hoa cũng được đó. Dạ. Thì nó cũng có tác dụng là dưỡng can, bổ thận và nó cũng làm nó sáng mắt nữa. Xin được cảm ơn phần tư vấn của hai vị khách mời của chúng ta. Và thưa quý vị, qua phần trao đổi với hai vị khách mời của chương trình hôm nay cũng đã khép lại chương trình Quán Bún Mùa kỳ này. Và chúc quý vị sẽ thật ngon miệng với món gan heo xào bông bí đỏ. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong chương trình Quán Bún Mùa kỳ sau.